Hello, xin chào toàn thể các quý vị và các bạn đang theo dõi kênh của cửa hàng Nông Cơ Huy Hoàng các bác nhé. Địa chỉ của cửa hàng tại thôn 8, xã Đắc Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Số điện thoại 0354392929. Và hiện tại thì số đó thì cửa hàng chúng em thì có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Vâng, và hôm nay thì chúng em xin tiếp tục lên sóng cho các bác một lô máy cơ xích. Và ngày hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm 2023 thì cả chúng em lên cho các bác mới dọn rửa xong các bác nhá. Tiếp tục đánh dấu ký tự hôm nay là lô chữ Y dài các bác nhá. Y dài từ Y1 cho tới Y10. Tổng cộng hôm nay là gồm có 10 con. 10 con thì cực kỳ xuất sắc, đẹp như cả 10 luôn các bác nhá. Đấy. Máy móc toàn những hàng hệ siêu phẩm thôi. Và hình thức đặt hàng của bên em thì vẫn như mọi khi thôi, thì cả chúng em sẽ giới thiệu hình thức đặt hàng của bên em là hình thức đặt hàng của bên em là không cần cọc trước các bác nhé, nên là các bác vui lòng xem kỹ video giúp cửa hàng chúng em. Các bác cảm thấy con nào là thật sự các bác mà cảm thấy ưng ý rồi ạ thì các bác xem đi xem lại, tại vì trong video thì cả chúng em có test nổ này, có giới thiệu cũng như là có hướng dẫn sử dụng và cũng như là test nổ cây máy, nên các bác cảm thấy thực sự ưng ý thì các bác hãng đặt các bác nhá, để tránh mà đỡ làm mất thời gian của các bác lẫn chúng em khi các bác đặt hàng rồi lại không ưng ý, cũng như là tiền ship đi ship về thì cả chúng em chịu thì cực kỳ là vất vả luôn. Đấy, hôm nay thì chúng em đánh dấu ký tự về hình thức đặt hàng của bên em là đánh dấu ký tự là lô chữ Y này, Y1 này. Ví dụ mà các bác là xem lô ngày hôm nay, các bác nào mà ưng ý, ví dụ ưng ý con này này, nhưng mà không biết con này là tên là gì, muốn đặt hàng mà không biết nói để cho cửa hàng chúng em hiểu như thế nào em, thì các bác chỉ cần đọc cho em là chốt cho anh con Y1 chẳng hạn. Đấy, là cửa hàng chúng em biết ngay là các bác là muốn đặt hàng, muốn chốt con này các bác nhá. Tại vì cửa hàng chúng em có đánh dấu này, từ Y1 này, Y2 này, Y3 này. Đấy, các bác báo cho em cái mã mà cửa hàng chúng em ghi ở trên này nhá. Và giá là cửa hàng chúng em đã công khai hết ở trên này hết rồi, từng con máy là có báo giá hết rồi các bác nhá. Đấy, đây này. Và giá đó là cửa hàng chúng em là đã hoàn toàn miễn phí vận chuyển. Hoàn toàn miễn phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện cho các bác là một típ màu buji này, một chiếc rũa và một tu vít chỉnh các bác nhá. Đấy là giá cửa hàng chúng em, các bác tới hàng, các bác hàng tới các bác kiểm tra hàng đúng máy trên video, các bác thanh toán đúng số tiền mà cửa hàng chúng em đã báo ở trên video này rồi. Đấy, các bác không cần mất thêm bất kỳ chi phí gì nữa cả. Và cửa hàng chúng em thì nhờ đơn vị bên bưu điện để vận chuyển các bác nhé. Nếu mà các bác ở tỉnh xa, tùy đến tỉnh gần thì khoảng tầm 5 đến 7 ngày thì các bác sẽ nhận được hàng. Đó. Và hôm nay thì chúng em là gồm có những sản phẩm sau đây. Đầu tiên là một con máy cưa Estin 021. Hàng VIP xuất sắc luôn các bác nhá. Đó, luột Estin mà thì lúc nào thì cũng sẽ có Estin là đầu tiên các bác nhá. Estin 021 made in Germany. Hàng này là hàng chủng của Đức, nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Hàng này là hàng bãi Đức đấy ạ. Đây, tay nắm giật to bản nguyên zin của nó đây. Đó, con này hình thức khá là đẹp, thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên. Và cả chúng em đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới rồi các bác nhá. Con này thì đã lên cho các bác một sợi xích mới rồi, hai ốc lam. Rồi, con này có xả áp luôn các bác nhá. Đó, có tích hợp xả áp, có núm bơm xăng phụ đầy đủ. Đây, mặt tiền của nó đây, khá là đẹp đúng không ạ? Con này thì cực kỳ VIP và chất lượng luôn rồi. 3.800.000 cho con Y1. Con Y2 là một con máy cưa Estin 10S200, cũng cực kỳ đẹp và xuất sắc đúng không ạ? Đây, cho các bác nhìn qua này. Quá là đẹp luôn. Con này thì giá nó là 3.550.000. Công suất của nó là 36cc. Con này thì công suất của nó là 40cc các bác nhá. Phù hợp về khai thác tầm trung thì con này sử dụng cực kỳ hợp lý. Con này thì cắt gỗ đường kính khoảng tầm 35 phân đổ lại. Còn con này thì cắt gỗ đường kính khoảng tầm 35 đến 40 phân đổ lại các bác nhá. Đó, con này là cũng là Echo Curit, thương hiệu Echo của Nhật nội địa các bác nhá. Con này thì Echo 3501 các bác nhá. Công suất của nó là 35cc. Con này có tích hợp là núm trục giật trợ lực cho các bác và núm xăng phụ, có núm xăng phụ. Đấy, hai ốc lam bạn trực tiếp bằng khóa 13 này. Và điều đặc biệt là con này theo máy nó là lam, là lam Latin luôn các bác nhá. Lam Latin luôn ạ. Nên là các bác sử dụng thì cực kỳ yên tâm. Lam là nguyên zin nguyên bản của nó đấy ạ. Lam nguyên zin nguyên bản và xích thì cả chúng em đã lên cho các bác một sợi xích mới rồi nha. Con này thì đã lên xích mới cho các bác luôn này. Vâng, và con Y4 một con máy cưa Sinagua E300. Đó, nòng đứng E300, vòng tua thì cực kỳ khỏe. Cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30 đến 35 phân đổ về. Vâng, và con một con máy cưa tiếp hoặc một con Marujang 3. Đó. Con này thì công suất của nó là 32cc, nòng đứng, có tích hợp trục giật trợ lực. Và con này thì giá lại cực kỳ hữu nghị, chỉ 2.500.000 thôi. Bô là bô giảm thanh các bác nhá. E gió tự động. Đấy, e gió tự động này. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác.
dòng Maruyama nhỏ nhẹ để cho các bác về sử dụng các gia đình các bác nha. Nòng là nòng đứng. Đó, cửa hàng chúng em thì có phân chia hết rồi. Hàng bên dưới là những sản phẩm về cho các bác hàng cao cấp để cho các bác lựa chọn. Còn hàng bên trên là những sản phẩm nhỏ nhẹ để cho các bác phục vụ gia đình, hoặc là cưa giá rẻ để cho các bác lựa chọn về cắt ít hoặc là lâu cắt tỉa cành các bác nhé. Đó, con Y6 là một con máy cưa Echocurit. Con này là đời cao các bác nhé. Con này là bản đời cao này. Đến nữa linh kiện, hiện tại linh kiện trên thị trường bán mới cũng rất là nhiều. Đó, con này 2.300.000. Con này nhỏ nhẹ cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại, có tích hợp chụp giật trợ lực lò xo, đường bơm xăng phụ cũng có. Đó, và một con máy cưa Tananka, thương hiệu bán rất là nhiều. Cái chúng em hầu như là lên sóng lô nào cũng có thương hiệu này các bác nhá. Tananka 1.950.000, nó công suất của nó là 33cc, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 35 phân đổ về. Một con máy cưa Komatsu Genowatt. Đó, có G300. Con này là công suất 30cc. Nhưng mà đặc biệt vòng tua của nó thì cực kỳ khỏe các bác nhá. Các bác đam mê thương hiệu Komatsu thì con này thì không có nguồn xa lạ gì nữa rồi. Giá 1.850.000. Và một con máy cưa Echocurit 3.100, có xả áp đấy nhá, có xả áp đấy ạ. Đấy, có núm bơm xăng phụ đầy đủ. Con này theo máy là làm Latin tiếp luôn các bác nhá, làm Latin luôn ạ. Con này hiện tại thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 2.050.000. Một con máy cưa cuối cùng là một con máy cưa tay cụt nhỏ nhẹ cho các bác về sử dụng gia đình, hoặc là các bác nào mà hay tỉa cành, tỉa nhánh đồ linh tinh, muốn sử dụng một chiếc máy cưa nhỏ nhỏ để cầm một tay được đấy ạ. Đó, GC301, con này công suất 30cc, thương hiệu Curit, Echo Curit các bác nhá. Y10 giá 2.000.000, có núm bơm xăng, có xả áp đầy đủ. Vâng, và lô ngày hôm nay thì cả chúng em xin phép đặt máy quay xuống để test nổ từng con một để cho các bác lễ rằng các bác lựa chọn nhá. Vừa nãy thì cả chúng em đã giới thiệu sơ qua là hôm nay là gồm có những sản phẩm nào rồi ạ. Thì các bác nào mà ưng ý con nào rồi thì bây giờ sẽ nghe tiếng test nổ của cây máy các bác nhá. Dạ vâng, cây máy đầu tiên là một con máy cưa Estin 021 các bác nhá. Thương hiệu Germany của dòng của Đức các bác nhá. Con này thì cam kết cho các bác là nguyên zin nguyên bản. Nói chung là về mà máy móc của cửa hàng chúng em thì các bác không cần phải lăn tăn là máy móc mà có lô hay là máy móc mà đã sửa chữa hoặc là bung máy, bung bé bét máy thì cửa hàng chúng em không bán những sản phẩm đấy đâu ạ. Đó, rồi cửa hàng chúng em chuyên tuyển lựa những sản phẩm chất lượng để về quay cho các bác. Đó, con này thì theo máy là tích hợp chụp giật trợ lực này. Nòng của nó là 40 ly các bác nhá, công suất của nó là 40cc. Và con này thì có tích hợp núm bơm xăng phụ, có núm bơm xăng phụ cho các bác này, có xả áp để giúp các bác giật nhẹ nhàng hơn của cây máy. Hai ốc lam vẫn trực tiếp bằng khóa 19. Lam con này mặt cắt là được 40 phân các bác nhá. Mặt cắt được 40 phân ạ. Và xích con này là xài xích chung 91. Xích này là xích cửa hàng chúng em thì đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới rồi nha. Con này thì cửa hàng chúng em đã lên cho các bác một sợi xích mới rồi để về cho các bác sử dụng có thể ngọt ngào nhất của cây máy. Đó, và con này thì sợi này nha. Dòng này thì nó xài chung với sản phẩm của xích của những dòng máy cưa điện các bác nhá. Đó, chung với sản phẩm của máy cưa điện nên là các bác nào mà đến nữa mà chỗ các bác mà không có làm xích của máy này thì các bác không cần phải lo. Các bác mua sản phẩm xích của cưa điện thì nó vừa luôn với cây máy này các bác nhá. Thắng xích thì còn sử dụng đầy đủ nguyên này. Đấy, thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên. Y8 giá 3.800.000. Con này thì cắt gỗ đường kính khoảng tầm 35 phân đến 40 phân đổ về các bác nhé. Tầm 40 phân đổ về thì con này kéo thì cực kỳ thoải mái cho các bác nào mà chuyên khai thác tầm trung. Thương hiệu Estin thì để cho các bác sử dụng thì không cần phải xi nhê gì nữa. Nó thuộc dạng top ông vua bà chúa về ngòng máy nông ngư cơ rồi các bác nhé. Thương hiệu này thì quá là nổi tiếng rồi. À, vâng, và các bác nào mà nhu cầu mà máy nhỏ nhỏ hơn một tí xíu mà cần thương hiệu Estin tiếp thì hôm nay thì chúng em lên sóng tiếp một con máy cưa Estin 10S200. Con này thì công suất của nó là 36cc các bác nhá. 36cc.
Còn điều đặc biệt là con này nó cũng là sản xuất hàng chuẩn của Đức, nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Hôm nay chúng em lên con này thì cũng cực kỳ vip và xuất sắc luôn. Xích vẫn là xài xích chung 91, xích chung với sản phẩm của máy cơ điện. Đấy. Làm con này mặt cắt là được 35 phân. Cắt con này thì về cho các bác nào mà cắt gỗ đường kính khoảng tầm 35 phân đổ về thì con này thì quá là hợp lý các bác nhá. Giá nó là 3.550.000. Giá đã bao gồm phí vận chuyển cho các bác. Thắng xích thì sử dụng vẫn là đầy đủ nguyên. Nắp xăng là xài nắp xăng cài và nắp nhớt cài các bác nhá. Phần đây là phần đổ xăng pha nhớt này. Đó, còn đây là đổ nhớt để bôi trơn làm xích. Nắp xăng và nắp nhớt này là dùng chung với sản phẩm máy cơ ST như 381, 382 bây giờ đấy ạ. Đấy. Đây cho các bác qua nhìn qua phần bên trong của nó này. Boe thì chưa có rách kia cái gì các bác nhá. Chế bộ chế hỏa khí là vẫn là nguyên zin nguyên bản. Con này thì cực kỳ đẹp luôn rồi. Theo cửa hàng chúng em đánh dấu đánh giá thì con này nó rơi vào tầm khoảng 90% nữa. Về cái máy thì cực kỳ đẹp. Đây cho các bác nhìn qua nước sơn của nó đây. Các bác nhìn qua trắng phau luôn các bác nhá. Không hề có vết mà chóc sơn hay chảy sơn gì cả. Dạ, vâng, và các bác nào mà ưng ý thương hiệu Echo Kyorit thì hôm nay chúng em lại lên sóng tiếp cho các bác một máy cưa Echo Kyorit 3500 các bác nhé. Con này thì công suất của nó là 35cc, sản xuất năm 2008 này. Giá con này là 2.950.000. Đặc biệt là con này thì cả chúng em đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới. Và lam con này là lam của nó là mặt đầu là đầu Latin các bác nhá. Đấy. Nó ăn tiền ở cây lam này đấy ạ. Bởi vì cây lam này thiệt sự là nó không có bán rời đâu ạ. Đó, nguyên zin theo máy của nó mới có thôi các bác nhá. Và cây lam của nó nguyên zin thì xài thì đảm bảo cho các bác là cực kỳ bền bỉ. Và con này thì cả chúng em đã lên cho các bác một sợi xích mới rồi để về cho các bác sử dụng có thể ngon lành nhất. Máy thì con này cũng cực kỳ đẹp và xuất sắc, vẫn là hai ốc lam bằng trực tiếp bằng khóa 13. Đó. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác, e gió đây. Bóp vào tự nảy ra, bóp vào tự nảy vào. Con này là e gió tự động. Con này thì có thể cắt gỗ đường kính khoảng tầm 35 phân đổ về các bác nhé. 35 phân đổ về, các bác nào mà cảm thấy ưng ý con này ấy, thì các bác nhấc máy ngay và liên hệ qua chúng em. Đọc cho em cái mã là I3 các bác nhé. Rồi qua con I4 là một con máy cưa thương hiệu Shindaiwa. Con này có lẽ là thương hiệu này thì ở dưới miền Tây thì các bác sử dụng rất là nhiều. Đó, 2.500.000 một con máy cưa Shindaiwa nòng đứng E300 các bác nhá. Con này lam, con này mặt cắt là được mặt cắt được 30 phân, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 đến 30 phân, đủ 25 đến 30 phân đủ lại. Đó, lốc là lốc nhôm luôn các bác nhá, không phải là xài lốc nhựa đâu ạ. Con này là nồi đồng cối đá rồi, về các bác sử dụng thì em nghĩ là quăng quật thì không xi nhê gì. Lốc là lốc nhôm rồi, để về các bác sử dụng thì quá là bền.
Vâng, và tiếp đến là con i5, một con máy cơ thương hiệu Maruyama. Con này lam xích là nguyên zin của nó nhá. Cây lam của nó thì khá là đẹp đúng không ạ? Cực kỳ chất lượng luôn này. Chữ thì còn nguyên luôn các bác nhá. Xích là vẫn là xích nguyên zin của nó. Xích con này thì khá còn to bản này. Và chúng ta đánh giá đấy, con này nó sợi xích là rơi vào tầm khoảng 80-90% nữa. Đó, cực kỳ đẹp nên là cả hàng chúng em thì không cần thay. Xích của nó vẫn là nguyên zin và điều đặc biệt con này có tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác nhá. Nòng đứng. Công suất 32cc, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại cho con máy này. Nhỏ nhẹ để cho các bác sử dụng gia đình thôi các bác nhá. Cân nặng thì con này tầm khoảng 4 kg, hơn 4 kg một tí xíu thôi. Đấy. Cả lam xích và nữa khoảng tầm hơn 4 kg các bác nhá. Có núm mâm xăng đầy đủ này, e gió tự động này và nhún giảm sóc, nhún trợ lực lò xo các bác nhá. Đấy, bô là bô giảm thanh, bô giảm âm luôn này. Các bác sử dụng con này thì tình trạng cực kỳ đẹp và xuất sắc luôn. Máy móc tình trạng như thiếu thùng luôn các bác nhá. Tem mác hầu như là còn đầy đủ nguyên. Đó. Dạ vâng, và các bác nào mà giờ là qua những sản phẩm máy cưa xích để cho các bác sử dụng gia đình, hoặc là cắt tỉa cành nhỏ nhẹ để cho các bác sử dụng đi rẫy đồ linh tinh này, hoặc là cắt củi nấu rượu các bác nhá, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đến 20 phân đủ lại. Đấy, đầu tiên là con i6, một con máy cưa Echo Curis đời mới các bác nhá. Sản con này thì giá của nó là 2.300.000. Có núm mâm xăng phụ đầy đủ, e gió vẫn là e gió tự động này. Đó, nhỏ nhẹ như con chuột chuồn luôn. Còn bên trên này là đổ xăng pha nhớt các bác nhá. Bên dưới này là nhớt để bôi trơn lam xích này. Công tác thì ở đây các bác này. Công tác thì ở đây các bác nhá. Có tích hợp chụp giật trợ lực lò xo. Núm mâm xăng phụ đầy đủ cho các bác. Dạ vâng, con này thì cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại các bác nhá. Đây, phần bên trong của nó, bộ chế hòa khí này, bô e lọc gió của nó các bác nhìn qua thì có đẹp không ạ? Con này thì hay thương hiệu Echo Curis thì khá là chất lượng rồi. Các bác nào mà ưng ý đặt con này thì liên hệ cho cả chúng em. Lam con này mặt cắt là được bao nhiêu phân đấy ạ? Vừa nãy chúng em quên mất chưa có đo. Lam con này mặt cắt là được 30 phân các bác nhá. 30 phân mặt cắt, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại. Dạ vâng, con i7 thương hiệu Tananka các bác nhá. Đây là cái phần tem của nó mà bị bong mất rồi. Đó, nhưng mà con này thì tình trạng cũng khá là đẹp. Công suất 33cc các bác nhá. Làm con này mặt cắt là được 35 phân mặt cắt, 35 phân mặt cắt cho các bác nha. Đấy, có núm bơm xăng đầy đủ cho các bác. 33cc, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đủ lại. Cân nặng của con này thì nó rơi vào tầm khoảng 4 kg thì các bác nhá, 4 kg cả làm xích. Đó, rất là nhỏ nhẹ, con máy thì cực kỳ đẹp luôn. Thương hiệu Tananka. Các bác nào ưng ý đặt hàng con này thì liên hệ cho cửa hàng chúng em, đã báo cho em là con i7 các bác nhá. Dạ vâng, i8 một con máy cưa Komatsu G300. Đó, thương hiệu dòng G đấy ạ.
giá 1.850.000. Con này cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 phân đổ lại các bác nhá. 20 phân đổ lại. Làm mặt cắt là được 30 phân, 30 phân mặt cắt G300. Dạ vâng, kế đến là con Y9, một con máy cưa Echokyorit. Con này thì đời cao, có xả áp cho các bác này, xả áp giúp giật nhẹ cây máy hơn. Và con này thì có núm ươm xăng phụ đầy đủ cho các bác nhé. Điều đặc biệt là con này được tích hợp của nó là lam Latin, lam Latin để cho các bác về sử dụng các bác nhé. Đó, công tác thì phần dưới này, gạt xuống là mở, gạt xuống là tắt, gạt lên là mở. Hai ốc lam vận trực tiếp bằng khóa 10 các bác nhé. Lam con này mặt cắt của nó là được 35 phân, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại các bác nhé. Công suất của con này là 30.1cc, đấy là chuẩn công suất của nó đấy ạ. Lam theo máy là lam Latin luôn các bác nhé, cực kỳ bền bỉ và chất lượng luôn. Lam là nguyên zin của nó. Hai ốc lam vận trực tiếp bằng khóa 10 cho con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 2.050.000. Đấy. Dạ vâng, cuối cùng trong lô ngày hôm nay là một con máy cưa Y10, một con máy cưa tay cụt nhỏ nhẹ để cho các bác về hay leo trèo và cắt tỉa cành trên cao. Con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 2.000.000 đồng. Echokyorit các bác nhá, GC301. Lam mặt cắt là được 35 phân, có tăng giảm xích ở phần trực tiếp trên phần cây lam này luôn. Xích là xài xích chung 91, xài chung với sản phẩm của máy cưa điện các bác nhá. Xài chung với dòng máy cưa điện đấy ạ. Xích của nó xài chung với dòng xích của cưa điện. Thắng xích thì là sử dụng đầy đủ nguyên. Có núm ươm xăng phụ đầy đủ. Con này thì cắt tỉa cành gỗ từng cái khoảng tầm 15-20 phân đủ lại. 15 phân đủ lại, hoặc cắt cành bằng bắp chân hoặc bắp đùi gì đó. Cầm một tay ấy, các bác mà hay leo trèo trên cao là hay leo thang ấy ạ. Mà muốn cắt nhánh ở trên cao mà cầm một chiếc máy cưa nhỏ nhé, phục vụ cầm được một tay một, thì các bác lựa chọn con này giúp cả hai chúng em các bác nhé. Con này hầu như tem mác là còn đầy đủ nguyên này các bác, tem mác còn quá chất lượng luôn, mặt tiền khá là đẹp, hai ốc lam cực kỳ chắc chắn các bác nhé. Đó, con này thì tình trạng người cửa hàng chúng em đánh giá thì nó rơi vào tầm khoảng 80-90% nữa. Tem mác thì còn chuẩn từ A tới Z luôn để cho các bác sử dụng. Và cả chúng em vừa rồi thì đã giới thiệu cũng như là test nổ từng cây một rồi các bác nhá. Các bác nào mà ưng ý con nào rồi thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua chúng em. Các bác tua đi tua lại xem kỹ video giúp cửa hàng chúng em các bác nhá. Đó, và cửa hàng chúng em thì miễn phí ship toàn quốc cho các bác. Đó, và cửa hàng chúng em thì không cần cọc trước. Các bác nào mà có sử dụng Zalo thì mà muốn đặt hàng ở trên Zalo thì các bác hãy kết bạn qua Zalo cửa hàng chúng em. Cửa hàng chúng em thì có sử dụng Zalo luôn nhá. Và Zalo đó là cửa hàng chúng em sử dụng Zalo bằng số điện thoại mà để trên màn hình này. Và sử dụng Zalo thì kết bạn qua Zalo cửa hàng chúng em để đặt hàng ở trên Zalo thì cũng được luôn các bác nhá. Vâng, và lời nói cuối cùng thì cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác ở video.